Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trắng và mình là Trắng, host của kênh. Thì mấy ngày qua mình nhận được một câu hỏi từ một bạn mới bước chân vô chơi hình. Cái câu hỏi mình nhận được đó là với cái số tiền 25 triệu hoặc là 26 triệu, bạn có ống kính rồi, nhà bạn muốn mua body. Thì bạn cực kỳ thích Sony nha, tại vì các bạn bè chơi chung với bạn đó đa phần là chơi Sony không. Mặc dù mình đã có giới thiệu là mua Canon hoặc là những con máy mình biết mình đã từng dùng qua rồi, nhưng mà bạn vẫn một mực muốn mua Sony thì mình cũng phải chiều lòng thôi. Bạn không muốn dùng macro mà bạn muốn dùng full frame, thì với cái số tiền đó thì với mình thì mình cũng lên coi giá các thứ, mình coi thông số kỹ thuật của một vài con máy. Thì mình thấy một con máy khá là phù hợp dành cho bạn, đó là con Sony A7 Mark II. Thì coi như đó là cũng là cái chủ đề chính của cái video lần này. Chúng ta sẽ nói sơ qua về con A7 Mark II, nhờ nó phù hợp cho ai và nên dùng cho mục đích nào ha. Ok, thì đây mình có mượn được bạn mình một con A7 Mark II. Đúng nghĩa luôn, không có R, không có S gì hết. A7 Mark II đã xài rồi. Nói chung thì nhìn nó cũng không khác gì những con Sony dòng A7R hay là A7S. Có điều là hình như body nó có gọn hơn một miếng. Thì tất cả các phím chức năng vẫn đầy đủ, bao gồm là các chế độ quay, chụp, gắn function, tất cả mọi thứ, cả nút custom 1, 2 ở đây luôn, cái tầm 3 nữa. Con máy này hình như mình xem trên mạng là có giá dao động máy cũ, hình như là rơi khoảng 21 triệu. Đó là chưa tính len, chưa tính những cái phụ tùng mà hình như có tặng kèm pin và thẻ nhớ trong đó, mà bạn mua ở những nơi như Mỹ Anh 24 giờ hoặc là Khánh Long. Đó. Thì giá dưới 25 triệu mà được việc cũng không quá to, không bự như những con 6D của mình hay là D700 Nikon body mirrorless. Thì đi sơ qua là như vậy. Bây giờ vô chủ đề chính, đó là tới năm 2021 này rồi, A7 Mark II có còn đáng mua hay không? Thì mình nghĩ là câu trả lời cũng khá là đơn giản. Thì theo mình, nếu như các bạn hướng đến cái chuyện trở thành một photographer là chụp ảnh nhiều hơn chứ không phải quay, thì ok, A7 Mark II rất là có lợi và rất là tốt dành cho các bạn. Tại vì pixel con này hình như là 24.2 megapixel. Mình có lên mạng check thông tin và mình cũng chụp thử một vài tấm với con A72 này. Thì hình ảnh ngay dưới đây ha. Thì những các bạn thấy nó là chất lượng khá là ok. Cái dải noi nó cũng không có nhiều và cái sắc nét của nó mọi thứ gần như là không có gì để chê hết. Tất cả những shot hình nó được chụp bằng lens 50 macro của bạn mình luôn, ở khẩu 28. Thì đó là về bản chụp, con A7 Mark II này ổn đối với các bạn muốn trở thành một thợ chụp hình pixel lớn ha, full frame tất cả mọi thứ, và vẫn xài cái ngàm EML rất là truyền thống của Sony, không có lăn tăn cái vấn đề là xài lens gì tại đây là dòng A7. Nhưng mà nếu các bạn mua về để quay phim nhiều hơn thì mình nghĩ là đừng, thà là các bạn cố thêm một chút tiền các bạn mua luôn A73, đừng mua A72 để quay phim, thực sự là phí phạm. Tại vì cái chức năng quay phim của A72 á, theo như mình thấy rất là tệ, không nói về frame rate, không nói về tất cả mọi thứ, thì dynamic range của con này trong quay phim rất là yếu, như hình như rất là thấp, mình không có đo được. Nhưng mà khi mà những cái footage mình quay hôm bữa về mình test thử thì mình thấy nó cực kỳ tệ luôn. Tác động của mình vô những vùng như highlight, shadow á rất là kém. Và cái màn hình LCD của con A72 này á rất là lừa dối. Tại vì khi mà nhìn vô đây đứng dưới trời nắng mà không có gì che, các bạn sẽ thấy là mọi thứ rất là bình thường, rất là tuyệt vời, nhưng mà đổ footage đó về máy tính xem tan nát và cực kỳ xấu. Nên là nếu như mua con này để quay phim thì mình không khuyến khích, nhưng mà mua để chụp
thì mình ok. Đáng tiền để các bạn bỏ ra và kèm theo đó là cố lên miếng nữa được cái ống kính. Ví dụ như 24-70 Sigma hay là 16-35 của Sony chẳng hạn. Nói chung là nên mua con này để chụp nhiều hơn là để quay. Thì đó, video chỉ có như đây thôi. Mình không review Sony ha, mình không review con A72 này, tại vì mình không nói được, mình không có rành về các dòng của Sony. Nhờ cái thời gian trải nghiệm của mình cũng rất ít, quay xong video này mình phải trả con máy lại cho anh bạn mình rồi. Nói chung là video này chỉ giải đáp vấn đề là con A7 Mark II này có còn đáng mua trong 2021 hay không, và nên dành cho những ai, đối tượng nào thì nên mua nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.